Đâu nói vậy, về được chưa? Nhiều đồ lắm rồi. Nè 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 nè, chị dặn nè, hôm nay là cái ngày quan trọng, em nhớ giữ cái mồm cái miệng lại, nghe không? Rồi sao trời? Đi đi vô đây với chị nè. Đi đâu? Đi vô đây, khách sạn. Cái gì vậy cô? Trời, cái gì vậy chị? Chị đi ký hợp đồng. Nè 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 nè, cô nghĩ cái gì trong đầu đó hả? Hả? Cô làm cho nhà tôi bao nhiêu năm rồi, cô không biết nhà tôi có nhiều tiền hả? Bây giờ có đi vô không? Hay là muốn đuổi việc? Dạ thôi, chị vô đi. Khách sạn, em không dám vô. Không vô thì đứng ngoài đây đợi tôi. Cái đầu bớt nghĩ bậy đi, nghe chưa? Lâu không, lâu không? Xíu à, 15 phút. Trời ơi, lẹ vậy. Đây nha, chết với tôi á. Nhanh nhanh nha chị ơi. Ồ, về à? Về khách sạn. Hôm nay hẹn trong khách sạn nữa, ghê thiệt chứ. Trời, vụ tôi vô khách sạn hả? Tôi đâu có dễ dãi. Người vô mới đổi gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Gì? Anh làm gì vậy? Làm cái đít tôi vậy? Anh sầm sỡ tôi phải không? Sầm sỡ gì trời? Anh sầm sỡ tôi đó. Sầm sỡ nào? Mới sầm sỡ tôi. Tôi đang lau xe, tôi thấy đâu. Đưa 200 ngàn đi. Tiền gì? Thấy đọc danh báo được sầm sỡ được 200. Tào lao vừa thôi. Ủa nè nè nè, đứng kế cái xe tôi, đứng xa xíu xíu. Ủa xe anh à? Xe tôi với xe ai? Giữ giữa vô chày cho có tiền đền không? Xe xe này nhiêu dữ vậy? Xin lỗi nha, mấy trăm triệu đó, lên cả tỷ đó. Thiệt á, lính này kêu nó lao xe mà nó bỏ nó đi đâu để nó quăng việc kỳ này chắc đuổi việc đó. Nè né 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 ra em. Để chày xe em có tiền em đền không? Trời, không? Mấy trăm triệu. Anh nhiều. Nhìn cái ăn mặc là biết rồi, ơi chứ quê mới lên phải không? Dạ đâu có trời. À, cái gì đó đứng đây. Sao? Anh là gì? Ôi mấy cái này thì anh cũng không lạ. Tại vì gái mà gặp anh cái làm quen với anh á thì nhiều lắm, đầy, hiểu không? Anh giới thiệu với em, anh tên Tuấn. Nhà anh tập đoàn. Ba má anh chủ tập đoàn Golden Boodle. Tập đoàn chó hả anh? Thôi được à. Quen hôm nay về buồn buồn chơi với chó cũng vui. Em là em gái tên gì ạ? Em tên Thắm ạ. Trời, nghe tên là thấy dưới quê mới lên. Thắm ở dưới quê mới lên. Trời, đừng khi dễ tôi nha. Đừng có nhìn mặt bắt hình dong nha. Nè anh coi đi, dưới quê mà mua được đống đồ vậy hả? Xin lỗi anh, đồ hiệu hết đó nha. Dưới quê không? Trời ơi, đừng nghĩ tôi nhà nghèo không có tiền nha. Xin lỗi anh nè. Anh nói vậy đây là cũng là tiểu thư hả? Chứ sao, trời ơi, tôi phải giả dạng vậy chứ, lỡ ra đường giàu quá người ta hả lừa gạt tôi thì sao? Trời ơi. Ngon à. Kỳ này mà ráng mà vớt được nhỏ này cái kẹo thơm. Ủa mà tiểu thư đi mua sắm rồi sao không kêu người phụ rồi nó khiêng xách đồ cho đi chứ cho cực. Mấy lính tôi cho nó ngồi ngoài rồi anh ơi. Tôi vô đây tôi ký hợp đồng với khách, tôi hẹn khách trong này. Vô mánh rồi. Hợp đồng lớn là phải hẹn ở chỗ kín đáo thôi anh. Dạ đúng rồi. Ừ. Trời ơi, anh cũng từng nghe mấy cái hợp đồng lớn là mình phải ký mấy cái khách sạn lớn lớn vậy nè. Chứ sao nữa trời. Mà, không biết là tiểu thư, cái quý danh của mình là gì Thắm để mình xưng hô cho nó lịch sự ha. Thực chất ra là tên tôi không có phải là chỉ có một tên chữ Thắm xong đâu. Tên tôi rất là sang trọng quý phái. À. Tên tôi hả, là anh đọc cho một cái là anh nhớ mãi muôn đời. À, có cái tên có sang, giống như bây giờ có nhiều người cái tên là nó phải gắn với chữ tiếng Anh ví dụ. Đó, như... ý tôi đang nói là như vậy. Ủa? Anh có nghe là Angela Phương Trinh không? Đó, Angela Phương Trinh rất là nổi tiếng. Thấy giờ đúng không? Tôi cũng như vậy, tôi là tên Thắm. Angela Thắm? Không anh, Angela là bình thường. Tôi là Cốt Máp Thắm. Gì? Cốt Máp Thắm. Cốt Máp là siêu thị á hả? Biết ba má tôi là ai không? Ba má tôi là trong cái tập đoàn Cốt Máp đó. À trời đất ơi, nó về nhà tiểu thư là tập đoàn
Lớn vậy luôn hả? Tập đoàn siêu thị đó. Xin lỗi Tiểu Thư, nãy giờ coi như là không có biết Thái Sơn. Thôi giờ ba má tôi dạy tôi rồi, ra đường phải kiêm tốn thật thà, lỡ thấy mình giàu quá người ta lừa gạt mình, thấy không? Thí dụ giờ anh nghĩ coi, thí dụ người ta thấy tôi mặc đồ đẹp quá, đi xe sang trọng quá, người ta lừa gạt tôi thì sao? Tôi đâu có tìm được tình yêu đích thực của mình. Đúng, đúng, gia đình của em dạy như vậy là quá đúng. Gia đình anh cũng dạy như vậy. Vâng. Ba má anh dạy coi giống như là ra đường á, anh không có được khoe khoang. Khoe khoang nổ là xấu lắm, tính nó xấu lắm. Đúng rồi. Em biết không, có xe hơi mà chiếc nè, cả chục chiếc ở nhà mà má anh không có cho chạy, bắt anh phải chạy mấy cái xe máy rẻ tiền. Thấy không? Để chi? Để người ta không có lợi dụng gia đình mình. Trời chứ gì nữa, trời nhà tôi cũng xe nhiều lắm chứ bộ tôi đâu có chạy đâu. Má tôi kêu tôi chạy xe đạp điện hoài à. Hả? Chạy xe đạp điện thôi. À. Cho nó mát mẻ. Tiểu thư con gái nhà ai? Bây giờ có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện mai mốt có gì liên lạc rồi cái tôi lấy chiếc xe rẻ tiền nhà tôi chở em đi chơi làm quen nhau được không? Thiệt sự nếu mà tôi đã tìm được một tình yêu đích thực rồi, có đi xe gì tôi cũng đi với anh hết, không cần xe mắc xe rẻ gì đâu. Nhưng mà nhà anh có nhiều xe đúng không, đi được hết. Được, nhưng mà thường thì ba mẹ anh bắt anh đi xe rẻ tiền thôi à. Cũng không sao nữa, tôi đi xe rẻ tiền, tôi đi xe đạp điện hoài, không sao đâu. Vậy đi ha, cho anh xin số điện thoại nha. Tôi không. Tuấn. Dạ. Cậu bảo mày đứng lâu cái lốp xe mà mày đứng lói phép cái gì thế? Mở cửa xe cho cậu vào nhanh lên. Dạ. Ôi dồi ôi, cái xe gì mà nó ngột ngạt thế? Mày làm tài xế kiểu gì mà không biết bật cái máy lạnh cho nó mát cái yên để cậu ngồi à? Dạ, muốn dạ, bị đuổi việc à? Dạ cậu vô đi con. Tướng tập đoàn bước đồ. Thật ra là Tuất tập đoàn chó. Thắm. Điện thoại đâu mà sao nãy giờ gọi không được hả? Ô xin gì mà nhờ không bao giờ được hết á. Chị sao cưng? Ủa? Chị mới nói đây là gì? Ô xin. Ở nhà tên Trân Mật Ô xin. Cô ấm bác Ô xin. Thôi đi cô, đi ra đường cái tật nổ không chịu bỏ à. Đi về nhanh lên. Bấm điện thoại không? Tôi tưởng gì đó hay ho. Tôi nổ một, bà nổ 10 luôn đó bà. 49 gặp 50 rồi. Thứ gì? Nổ một cú ốc mát. Tôm thì nhét cú ốc mát. Thế bây giờ tao hỏi mày có về không? Dạ dạ. Thì cái mốt đổi tên Diamond. Chồng đánh vợ tử vong vì thói lèm bẹp. Ông xã. Gì vợ? Có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hết hả? Tiền hụi mới đóng hôm qua rồi mà ta. Không phải tiền hụi. Hôm nay ngày gì? Hôm nay là cuối tuần. Nhắc cái cuối tuần mới nhớ, trời đất ơi. Anh nhớ rồi đúng không? Bữa nay anh hẹn với mấy thằng bạn. Em ở nhà lá ăn cơm trước đây nha. Tối anh về ăn sau. Đừng có chờ cơm anh nha. Anh á lúc nào cũng bạn anh hết á. Mà sao dạo này á anh hay đi sớm về muộn quá vậy? Công việc anh còn đang đăng lê lê, anh phải đi lo công việc của anh chứ. Lúc á hả anh mới cưới em á, anh nói hả là anh sẽ luôn dành thời gian cho em. Vậy mà bây giờ lúc nào cũng đi sớm về muộn. Hay là dạo này anh có cô nào ở ngoài rồi đúng không? Trời đất ơi. Cô nào ở ngoài, mình em mà chịu không nổi rồi, cô nào nó chắc chết luôn á trời. Mệt ghê. Anh nói em nghe nè, anh đi làm thì anh phải có những cái mối quan hệ, thì anh phải đi ăn, anh nhậu này nọ với bạn bè, đồng nghiệp. Công việc của anh phải làm chứ sao? Em là vợ anh, em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ.
đằng này em cứ còn nghi ngờ lung tung này nọ đó. Nghi gì nghi đi, tôi đi ạ. Anh Hưng, anh Hưng, anh đi đâu vậy? Ôi, tức quá đi. Sao, buồn cái gì? Cái mặt sao bực bội với tôi vậy hả trời? Tao không có bực với mày. Vậy chứ mày bực ai? Tao bực chồng tao. Bực ổng thì quánh ổng đi. Trời ơi, con nhỏ này. Hả? Tao kêu mày qua để mày khuyên răng tao. Mày tìm cách giải quyết cho tao mà. Mày hỏi đúng người rồi đó. Sao, chồng mày làm gì? Ngoại tình hả? Hay là sao? Bạo hành với mày? Hay là xúc phạm má của mày? Xúc phạm ba của mày? Những cái lý do mày đưa ra đều không phải. Phụ nữ của mình trong cuộc sống hôn nhân thì không có cái gì để bực bội cái người chồng của mình ngoài những lý do đó cả. Sao không bực? Mày nghĩ coi hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Tao hỏi ông cũng không nhớ mà ông còn bực bội với tao rồi ông đi đâu mất tiêu rồi kìa. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới mà không nhớ. Đã vậy là còn bỏ đi nữa. Ồ. Rồi ok, tao giải quyết cho. Bỏ chồng này đi lấy chồng khác. Đi về đi dân. Ok, tao về rồi mày khi nào ký đơn đi vậy xong mày kêu tao ra tòa. Trời ơi, tao tức mày quá. Vậy nữa. Mày phải tìm cái hướng giải quyết nào cho vợ chồng tao hòa thuận với nhau chứ. Ủa? Thì giờ mày đang bực ổng. Rồi bây giờ mày muốn hòa thuận với ổng thì thôi mày đừng bực ổng nữa. Còn mày vẫn còn bực thì mày bỏ ổng đi. Thì đó thì chỉ có hai cách vậy thôi mà. Nhưng hay là ổng có con nào khác ở ngoài rồi mày. Sao mày mâu thuẫn quá, tao mệt mày ghê á. Im để tao suy nghĩ coi. À, ổng chơi chiêu. Bình thường á hả, đang sống êm biển lặng á thì không sao hết nha. Ừ. Cái cứ gần đến mấy cái ngày đặc biệt như là 8 tháng 3, Valentine đồ. Thế nào hả, là mấy anh cha nội đó nha, cũng kiếm chuyện này chuyện kia để cho mình giận lên. Mình giận ngay đúng vào những cái ngày đặc biệt đó. Thế thành ra là mấy ổng khỏi tặng quà, đỡ tốn. À, cái xong rồi qua cái ngày đó xong mấy ổng sẽ nói ngon nói ngọt để mà làm lành lại. Đó, tao đảm bảo là chồng mày là chơi chiêu này chắc luôn. Ủa, không lẽ chồng tao giờ vậy? Ủa, mà tiền ai quản lý? Tao. Ủa, tiền mày quản lý hả? Tiền mày quản lý thì ổng đâu cần làm vậy đâu ha. Làm vậy không sao? Lẽ ổng có con khác thiệt hả? Sao? Ổng có con khác vậy là mày có cớ đến với thằng khác rồi. Trời ơi, con nhỏ này, tao cho mày ăn cái chổi chà bây giờ. Chứ giờ sao? Chứ bây giờ nè, cái cách này mày cũng chịu, cách kia mày cũng chịu. Nên mày muốn tao khuyên mày cái gì? Bây giờ không biết làm sao nữa. Nhưng mà ổng về tới rồi kìa. Mày núp tạm đi, cứ để chồng mày cho tao lo. Cái gì? Chồng tao mà mày đòi lo là sao? Trời ơi, lo đây là tôi giải quyết đó má ơi. Tôi quá trời chồng tôi lo chưa hết, lo thêm chồng bà chứ trời. Em ơi, cái bóp anh để ở đâu rồi? Ủa? Chân mới qua chơi hả? Ủa giờ anh đâu rồi? Vợ anh đã đi xa rồi. Đi xa là đi đâu? Đi đến một nơi mà anh không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi sẽ thay thế Linh ở trong căn nhà này với anh. Em sẽ thay thế vợ anh? Đúng vậy. Trời ơi, bà kia là muốn chết rồi. Bà này nó chắc giảm thọ luôn á. Cái nỗi tình này nghĩ gì vậy? Bạn bè chơi cướp chồng bạn hay gì? Anh hãy nghiệm lại đi. Anh đã làm gì khiến cho Linh buồn? Tôi có làm gì đâu trời. Tự giận dỗi bỏ đi xa lại đi đâu. Hôm nay là ngày gì? Kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Vậy mà anh lạnh lùng. Anh thờ ơ, anh không thèm quan tâm cô ấy. Cô ấy đi rồi, cô ấy đi kiếm người khác rồi. Kiếm một người đàn ông có thể yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho cô ấy, ở bên cô ấy mỗi lần cô ấy cần, nhớ tất cả những ngày kỷ niệm với cô ấy. Và người đàn ông đó không phải là anh. Đâu phải là tôi quên cái ngày kỷ niệm ngày cưới đâu. Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cổ thôi. Chứ giờ con đi đâu hết? Giờ tôi đi đâu em biết không? Giờ sao? Buồn nữa anh hỡi, cuộc tình nào không thôi xót xa. Giờ tôi phải... Cô nha, tôi nghi... Nín đi! Chắc là cô qua đây nó bậy nó bạ gì. Vợ tôi mới bỏ đi vậy. Không hề nha. Tôi qua đây là tôi giúp đỡ hai vợ chồng các người á nha. Tôi giải quyết rõ ràng cho hai người mà. Đó bây giờ đây nè. Hai vợ chồng hai người không còn hiểu nhau được nữa. Đúng không? Không quan tâm nhau được nữa thì thôi. Bây giờ là vợ đi kiếm người khác, chồng đi kiếm người khác, tạo một gia đình mới. Hả? Thì cô chừng tôi. Vợ Anh Hưng, anh đi đâu vậy? Vợ tôi nè. Dân, tự nhiên mày nói vậy rồi ảnh đi luôn rồi sao?
Bây giờ kêu tôi giải quyết thì giờ tôi giải quyết theo cách của tôi. Có chọn cái cách của tôi hay không thì đó là lựa chọn của mấy người. Cách của cô về nhà cô giải quyết. Đi ra đi. Ủa dạ, chào lời. Dạ. Anh suy nghĩ lại rồi. Anh nghĩ mình là vợ chồng với nhau thì mình phải nhường nhịn nhau, từng lời ăn tiếng nói thì cuộc sống vợ chồng mình mới vui vẻ hạnh phúc được. Hồi nãy anh lỡ nóng tính, cái anh lớn tiếng với vợ. Vợ đừng có giận anh nghe. Thật ra là em cũng có lỗi, là do em ghen tuông bậy bạ. Em muốn xin lỗi anh nha. À, anh quên nữa. Anh phải đi ra ngoài chút. Quên nữa, quên. Đi ra đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, rồi anh đi đâu nữa? Rồi tôi chết rồi. Con biểu lên rồi. Vợ, hồi nãy á, anh nói đi nhậu á, là anh giả bộ vợ thôi. Tại vì anh muốn tạo vợ sự bất ngờ. Mà tại vì chưa gì hết, cái bị vợ la mất tiêu rồi. Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của tụi mình chứ bộ. Anh tặng cho vợ nè. Chúc vợ luôn luôn xinh đẹp và là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh nha. Vậy mà ông nói làm em hiểu lầm. Anh muốn vợ bất ngờ chứ bộ. Ai... Tôi chết rồi. Nhớ chôn tôi. Nhớ cúng cho tôi. Mày đó, chút xíu nữa mày làm vợ chồng tao hiểu lầm với nhau rồi đó, mày thấy chưa? Ừ. Cuối cùng thì bây giờ vợ chồng các người có hiểu lầm nhau không? Cuối cùng bây giờ vợ chồng các người ở bên nhau hay là vợ chồng các người chia tay nhau? Xin lỗi nghe, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Đó là chiều của tôi đó. Lui để tiến. Dạ. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới vợ, nói một câu gì cho chồng nghe đi. Em yêu chồng em nhất. Chồng cũng yêu vợ nhất. Sao mà tạo hóa lại có thể điêu khắc ra một con người mà nó đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tài năng tất cả mọi thứ. Trời ơi, đứng in cũng như tạo dáng đẹp như nhau hết vậy đó. Trời ơi ông trời ơi. Có mấy cái đầm sao hoài không giao ta. Ê, ủa cô chủ, làm gì mà sáng giờ có cái bàn mà lâu không xong là sao vậy đơ? Đơ Alexander. À dạ anh Alexander. Ừ, nói đơ không nó đơ lắm. Tại em nghe lời cô chủ mà. Mình làm gì là cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận. Cho nên là em lau bàn cũng phải thật cẩn thận. Thôi bớt xạo sự đi. Mơ mộng cái gì thì có. Mơ gì vậy? Đúng là không gì giấu khỏi cô chủ được. Hôm nay tiện cô chủ có hỏi thì em cũng tâm sự với cô chủ là em đang có ước mơ và đang mơ mộng một thứ. Nhưng thứ này nó rất là thực tế, nó bám sát với lại những gì em đang có. Mơ gì? Dạ em mơ làm người mẫu. Người mẫu? Cô chủ thấy đi, một người như em không làm người mẫu thì làm cái gì khác được. Cái giấc mơ của em nó cũng đa dạng quá ha. Lần trước em mơ làm diễn viên thì em làm cháy cái nồi thịt kho của chị. À, sau đó thì em mơ làm ca sĩ. Thì em làm bể cái bình bông. Và bây giờ em mơ làm người mẫu. Hôm nay tính phá gì nữa đây? Cô chủ buồn cười thật đó. Nãy giờ đã có cái gì đổ bể đâu. Cô chủ cứ nói xấu em không à. Ê. Ừ? Mùi gì ở đâu? Mùi... như mùi quần áo cháy ta. Trời ơi, em hủy đồ hả? Ôi thôi chết rồi, nãy hủy đồ quên tắt. Trời ơi, ôi dở dở. Gì? Cái mùi gì khét lẹt vậy? Trời ơi, chồng đang làm móng bên nhà bà Tám, nghe khét nó chạy về nè. Chồng bình tĩnh đi, có gì đâu bất ngờ. Đơ nhà mình hôm nay mơ làm người mẫu, cho nên là ủi cháy đồ chuyện bình thường mà. Ông Alexander nhà mình mơ làm người mẫu hả? Ừ. Trời đất chém quá. Trời. Chồng à, anh nói chuyện lại với đơ đi á. Chứ hả, em thấy tình hình này không ổn đâu. Cứ lơ đãng hoài à, không có chú tâm làm việc. Ôi chết, sao được? Cái đà này mà bà không chú tâm một cái là bà đốt một cái chung cư của mình ở, cháy luôn nhà bà Tám, chỗ lòng mắng là chết.
Mệt chồng ghê. Để chồng nói chuyện với nó. Đơn ơi Đơn. Dạ. Mày đốt nhà hay cái gì vậy? May quá, nó mới thủng một lỗ nhỏ tí à. Này xử lý được. Đó này tí xíu. Đấy đúng rồi. Như cái cổ áo luôn. Trời đất ơi. Anh lại em không có đơn Alexander. Nó nghe nè. Thì để em tính là giờ sao mà để đền bù cho anh. Thì em lấy một cái áo mới của anh, em cắt cái vải ra giống cái vải này thì em là em vậy thà lại vậy thành ra hư hai cái áo. Thôi dẹp luôn đi. Bây giờ nói nghe nè. Dạ có chuyện gì vậy anh? Anh nghe đồn là em muốn làm người mẫu hả đơn? À cảm ơn anh chị đã hỏi để em trả lời ạ. Thật sự thì tạo hóa đã cho em một cái dáng người nó đẹp như thế này. Bởi vậy em quyết định em sẽ làm người mẫu. Đại diện những cái thương hiệu như là LV, như là Gucci và Leo Treo Vì. Treo Vì là cái gì? Treo Vì là cái gì? Treo À Chanel má ơi. Cái hai cái ngoắc của nhau đấy. Ngoắc nhược của nhau. Chanel. Anh nghĩ là em nên thực tế chút xíu đi đơ. Tỉnh táo lên nha em. Cái thời đại của mình bây giờ rất là nhiều cám dỗ, hiểu không? Và em sở hữu một cái nét đẹp. À không phải là nét đẹp. Em sở hữu một cái nét mà nó bị độc á. Mà không phải độc đáo đâu, thì đúng. Độc, bây giờ người ta cần độc. Không phải độc đáo, độc hại, độc hại. Đúng rồi, độc hại đó. Cho nên là em bớt ảo tưởng đi, em đừng có mơ mộng nữa. Có một sự đố kỵ, ghen tị ở đây. Anh nói như vậy bởi vì anh không muốn em thành công đúng không? Anh không tin tưởng vào khả năng của em. Em nói cho anh chị biết, em đã đăng ký vào cuộc thi Nam Vương gương mặt đại diện rồi. Hả? Cuộc thi Nam Vương gương mặt đại diện. Đúng. Anh chị cứ chờ đó. Chắc chắn sẽ có một ngày người ta phát hiện, người ta tận dụng, người ta nhìn thấy cái vẻ đẹp độc của em. Và lúc đó em sẽ trở thành người nổi tiếng. Alo. Ở chỗ này phải bất động sản không nhỉ? Mà anh cần một cái villa. Ừ, vì cái gì đấy, villa gì đấy, biệt thự đấy. Biệt thự nhà vườn. Nhưng mà vườn phải nằm trong nhà nhá. Cứ yên tâm anh cọc, mai anh chuyển cọc liền. Alo, có phải bên mình là hãng siêu xe không ta? đúng rồi, anh muốn mua một cái siêu xe. Ba cửa. Mà có then cài nhá. Ba bánh kiểu như dạng người nổi tiếng hay đi ấy, nhưng mà anh thích nổi hơn. Bởi vì là anh là còn sắp tới anh cũng nổi tiếng rồi. Rồi nha, làm gấp cho anh. Lưu số anh lại nhá. ok em, rồi. Trời con bé ổn không cưng? Bé, em ổn không? Chết rồi, cười luôn rồi chồng. Nhìn nó là không ổn rồi giờ. Em đã đạt giải Nam Vương và trở thành gương mặt đại diện cho thẩm mỹ viện Baby Angel. Angel là cái gì? GLLE đó. Angel. Trời ơi. Angel. Ừ. Vậy thì đơ. Alexander Nam Vương Baby Angel. Ok. Alexander Baby Nam Vương Angel. Vậy thì không biết quý ông đây có làm ô sinh cho chị nữa không ha? Chị nói cái gì đấy? Tại sao mà chị có thể phọt ra câu nói như thế chứ? Em bây giờ là ai? Là Nam Vương, là gương mặt đại diện cho một thẩm mỹ viện. Miễn sao mà làm em ô sinh nữa hả? Vậy là bây giờ em tính nghỉ việc luôn á hả? Hả đơ? Anh chị tiếc nuối lắm đúng không? Làm sao mà không tiếc được? Nhưng mà bây giờ em biết làm sao đây? Bây giờ người mẫu đã chọn em rồi. Dù anh chị có năn nỉ, em cũng không bao giờ ở lại làm nữa đâu. Em chắc chắn chưa? Em chắc 100% chị ạ. Nhưng mà thật sự khi em nói câu không ở lại làm nữa, em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bởi vì là tình nghĩa anh chị cũng cho em, cũng nuôi em ở đây. Nhưng không, em phải có con đường, em phải có tương lai của em. Nhưng mà một ngày nào đó rảnh, em vẫn có thể về đây phụ chị nấu ăn lâu, nhưng mà phải đặt lịch trước cho trợ lý của em. À, phải trên 3 tháng em mới có thể sắp xếp được
Chị hiểu. Bây giờ em chắc chắn như vậy thì anh chị cũng không có cách gì để mà níu giữ em. Nhưng mà bây giờ chị sẽ cho em xem cái này. Em cảm ơn chị. Đây em. Trời ơi, sao em mới thi mà người ta đã in hình em ra đây luôn rồi hả? Khoan khoan, em dụi mắt em nhìn kỹ lại giùm anh. Nhìn kỹ vô. Đây nè, hình em nè. Before and after. Là cái gì? Là cái hình của em là cái phần trước á, là cái phần thấy ghê vậy đó. Cái phần thấy ghê đó. Ừ. Là em là trước còn đây là sau hả? Đúng rồi. Có thế là em là đại diện cho cái xấu đấy hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Thì chị cũng thông báo cái này cho em biết luôn. Cái mà thẩm mỹ viện Angel của em nói á. Biết của ai không? Angel. Biết của ai không? Của bà Sáu đầu hẻm mình nè. Là cái tiệm làm móng cấp 4 đó hả? Đúng rồi. Tiệm nail đó cưng. Trời ơi. Nhưng mà giờ tiếc ghê anh. Tiếc ghê. Bây giờ người ta là một cái Nam Vương nổi tiếng nữa. Nghèo hèn như vợ chồng mình. Anh chị chắc ơi. Chắc là để mà tuyển một người giúp việc phải có sự tin tưởng. Những lúc mình vắng nhà người ta ở một mình, liệu cái nhà mình còn đồ hay không? Đó, cái tính chất của một cái người mà ngôi sao họ. Bọn em này làm được chứ nhiều đó. Không, đâu, em đâu có được. Bây giờ em nổi em tiếng là rồi, rồi. Không, Alexander. Em ở phải trong villa, em phải đi xem. Em xin anh chị, em chốt xài, em thôi. Anh chị có gì tôi từ nói lên, tôi từ nói. Em quay về cái villa. Anh chị bình tĩnh, em làm được mà. Không có được, không có thể làm cho anh chị được. Em đã nổi tiếng quá rồi. Em phải làm ngôi sao. Em chìm lắm. Em ở trên cao rồi, em ở top of the world rồi. Con đường em sẽ rất là sáng lạng, đúng không chị?